Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới tại tải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Hoa hậu Diễm Hương khóc nức nở xin lỗi mẹ sau 4 năm xa cách vì mâu thuẫn. Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương đã chia sẻ cô đã về đoàn tụ với mẹ và gia đình sau 4 năm xa cách vì mâu thuẫn. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Hoa hậu Diễm Hương giờ đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên ông xã Quang Huy cùng với cậu con trai Noah khó khỉnh. Tuy nhiên, cô từng tâm sự nỗi buồn lớn nhất của mình chính là tình cảm giữa cô và mẹ ruột bị trạn đứt. Mẹ của cô không ủng hộ cô thi hoa hậu và dấn thân vào showbiz, hơn nữa quyết định đi hôn chồng đại gia và thấy hôn với ông xã hiện tại của Diễm Hương là Quang Huy đã khiến cho mẹ ruột cô phản đối đến cùng, đã 4 năm hai mẹ con Diễm Hương không nhìn mặt nhau. Trong chương trình truyền hình Lời Chưa Nói tập 17, Diễm Hương bất ngờ tiết lộ về tình cảm hiện tại giữa hai mẹ con cô. Cô nghẹn ngào cho biết đã đoàn tụ mẹ và người thân trong dịp năm mới vừa qua và được ăn một bữa cơm gia đình. Hoa hậu Thế giới người Việt 2018 tâm sự, năm 2018 rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhưng tiền bạc và sự thành công đó không thể nào bằng một bữa cơm với gia đình ăn những món ăn như là cá kho canh chua, đó cũng là sự thành công trực trợ nhất người đẹp sinh năm 1990 đạt được trong năm qua chia sẻ về sự khác biệt của bản thân mình giữa hiện tại và quá khứ, Diễm Hương cho biết cô dám khóc, dám thừa nhận những gì mình đã làm được, người đẹp bột bạch ngày xưa mẹ phản đối khi con gái từ bỏ nhiều thứ mà người khác mơ ước không phải vì tiếc của nhưng bởi lo lắng cho Diễm Hương với tính cách bất cần. Cách đây không lâu trong chương trình Phụ nữ quyền năng, Diễm Hương đã bày tỏ nỗi xót xa khi 4 năm chưa được gặp mẹ. Cô còn tiết lộ trong một lần đi quay cùng với nghệ sĩ Hoài Linh, mẹ cô đã đến và la mắng con gái ngay tại chương trình vì quyết định ly hôn của Diễm Hương. Khi đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã nắm tay động viên của Linh Hương. Tính đến thời điểm này, đã bốn năm rồi, hương chưa được gặp mẹ và đó cũng chính là nỗi đau khiến cho hương trầm cảm phải điều trị. thậm chí có thời gian bác sĩ còn sợ hương sẽ tự tử vì chuyển biến của bệnh rất nhanh. nhưng chuyện này hương đều giống mọi người, nhiều lúc có ý định không tốt, hương lại nghĩ đến gia đình, đến con mình rồi tự nhủ rằng mình không được như thế. cô cho biết có lẽ không thể chịu đựng được sự giằng vặt thêm nữa, cô đã mạnh dạn quay trở về. Rời vòng tay ba mẹ, người đẹp sinh năm 1990 đã biết quý trọng, đồng tiền hơn, nỗ lực làm việc và tiết kiệm để lo lắng cho tương lai. Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 cũng thừa nhận mình đã bớt nóng tính, ăn nói và cư xử khéo léo hơn. <laughs> Diễm Hương đệ nhất mỹ nhân của màn ảnh Việt giờ ra sao? Sau hơn 20 năm rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống cũng như nhan sắc của đệ nhất mỹ nhân nữ hoàng ảnh lịch Diễm Hương có nhiều thay đổi khiến nhiều người tiếc nuối. Diễm Hương sinh năm 1970, tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Diễm Hương được coi là một mỹ nhân sáng giá nhất màn ảnh Việt thập niên 1990. Chị sở hữu nhan sắc dịu dàng đầm thắm, thuần chất người con gái Việt Nam. Nhắc đến Diễm Hương, khán giả nhớ ngay đến mỹ nhân sáng giá nhất của dòng phim Mì Ăn Liền cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Là một trong những tên tuổi lớn của điện ảnh thời đắc khách, Diễm Hương sánh vai cùng Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Thái Sang, Lê Tuấn Anh. Nữ diễn viên sinh năm 1970 được mệnh danh là Ngọc Nữ Tinh Khôi hay đệ nhất mỹ nhân của màn ảnh Việt thời bấy giờ. Hình ảnh của cô phụ sống khắp đất nước Việt Nam trên các tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, pano, băng rôn, Sở hữu vẻ đẹp đài các hiếm có và lối diệt xuất đầm thắm đi vào lòng người, Diễm Hương được hàng triệu khán giả trên khắp cả nước mến mộ. Thời kỳ tỏa sáng nhất, Minh Tinh Bạn Bạc đã để lại tới hơn 60 vai diễn ấn tượng trong lòng khán giả của mình. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến một số bộ phim như Con gái ông Thứ Trưởng, Tình xa, Phạm Công Cúc Hoa, Nước Mắt Học Trò, Tình Yêu Một thuở, Tốc Độ Tình Yêu, Vòng Vây Tội Lỗi, sau một thời gian im ắng sau thời hoàng kim diễm hương quyết định trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim những nẻo đường phù sa của đạo diễn châu huế góp mặt cùng diễm my hồng ánh quyền linh thiệu ánh dương ngọc hiệp trong phim này diễm hương vào vai nữ chiến sĩ cách mạng ngân hà quả cảm và kiên cường đây được xem là thử thách thú vị lớn với diễm hương khi cô lần đầu tiên đóng phim truyền hình tuy nhiên ngân hà cũng là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của diễm hương theo những người cùng thời chia sẻ diễm hương là một cô con gái ngoan không có scandal và có lối sống lành mạnh ngày đó dù là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người đàn ông săn đón nhưng đi đâu diễm hương cũng có mẹ đi cùng để chăm lo bảo vệ và cũng để tránh cho chị những cám dỗ những sai lầm không đáng có trong chuyện tình cảm cô cũng là người khá kệ tính những năm khi phim mì ăn liền ở đỉnh cao như bao diễn viên đình đám khác cô kiếm nhiều tiền đến mức không đếm được tất cả số tiền ấy diễm hương đều dành dụng lo bản thân và cuộc sống gia đình chính vì vậy nên người đẹp mới tránh được những cám dỗ khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao thì xu hướng phim mì ăn liền hạ nhiệt và với tính cách không thích bon chen không muốn kiếm tiền bằng mọi cách nên diễm hương mất tích luôn sự biến mất ấy đã khiến cho khán giả yêu mến diễm hương nảy ra những nghi vấn và đồn thổi tuy nhiên trước sau như một diễm hương chọn cách im lặng để đối phó với dư luận sau rất nhiều sự lựa chọn Tháng 8 năm 1997, Diễm Hương đồng ý đính hôn với một Việt kiều Đài Loan tên là Hoan Minh. Quà của Minh tặng cô trong lễ đính hôn trang trọng là một chiếc nhẫn kim cương trị giá 20.000 đô la mà ông này mượn tạm của một người bạn. Chỉ có điều ngay sau ngày hạnh phúc, Diễm Hương tìm đỏ mắt không thấy vị hôn phu. Chỉ đến khi báo chí đưa tin rầm rộ, cô mới biết người tình Hoan Minh thực chất là kẻ lừa đảo siêu quốc gia tên là Nguyễn Kim Ninh, lúc đó đang bị chính phủ Liên bang Mỹ truy nã vì tội. Sự cố này đã là vết thương lớn trong cuộc đời của Diễm Hương. Sau sự cố đáng tiếc và bị hớ đó, Diễm Hương gặp được một người đàn ông hơn cô 18 tuổi. Năm 2000, người đẹp theo anh sang Canada định cư. Tuy nhiên Diễm Hương không tổ chức đám cưới và đó chính là lý do khán giả không hay biết gì về chuyện lập gia đình của mỹ nhân một thời. Năm 2007, Diễm Hương đã bất ngờ trở về Việt Nam và xuất hiện trong một chương trình khách mời của một hãng mỹ phẩm. Chị đánh dự cùng cô bạn thân một thuở Mộng Vân. Diễm Hương vẫn đẹp và dịu dàng. Chị khiêm nhường né tránh báo chí, dường như sự nổi tiếng, sự săn đón của báo giới giờ đã trở nên xa vời với chị. Mặc dù không còn đẹp xuất sắc như xưa, nhưng vẻ đẹp hiền dịu của cô vẫn khiến nhiều người xao xuyến. Vào năm 2013, nhân chuyến đi về nước của Diễm Hương, bạn thân của chị là diễn viên Uyên Thảo đã bật mí chính sự cố bị bạn trai lừa đảo đã khiến cho Diễm Hương suy sụp và ngày càng khép kín. Dù đã rời xa, dù hơn 10 năm đã trôi qua, nhưng Diễm Hương vẫn là một cái tên có sức hút, một gương mặt đẹp hiếm thấy của điện ảnh và cho đến bây giờ vẫn được khán giả nhắc nhớ. Nếu như Lý Hùng Việt Trinh chịu quay lại showbiz đóng phim theo những lời mời của nhiều đạo diễn thì Diễm Hương thẳng thừng từ chối. Theo diễn viên Uyên Thảo chia sẻ rằng, cô ấy không muốn cuộc sống mình bị xáo trộn và càng không muốn các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng vì mình. Diễm Hương không muốn đánh đổi sự bình yên trong cuộc sống của mình để đổi lấy sự nổi tiếng. Ở tuổi 48, sau hơn 20 năm ở ẩn, Diễm Hương vẫn xinh đẹp và cuốn hút. Những thông tin xung quanh đời tư Diễm Hương vẫn là một dấu hỏi lớn vì chỉ né tránh toàn bộ những người có ý định khai thác, phỏng vấn để đăng báo. Một nguồn tin cho biết Diễm Hương đã có bốn con, ba trai và một gái và lựa chọn cuộc sống an nhiên, lặng lẽ bên gia đình, không dính dáng gì đến nghệ thuật. Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, ngày ấy bây giờ ra sao? Quý vị tính giả thân mến, sau thời kỳ Hoàng Kim, các diễn viên Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, người tiếp tục hoạt động nghệ thuật, kẻ trúc lui kinh doanh và chăm sóc gia đình. Tên tuổi của Lý Hùng được nhiều người biết đến khi tham gia bộ phim truyền hình Phạm Công Cúc Hoa. Thời điểm bây giờ Lý Hùng đứng vào hàng ngũ những diễn viên xuất sắc của dòng phim mì ăn liền. Anh cũng trở thành nam diễn viên Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong các bộ phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kông như Kế hoạch 99, Hồng Hải Tặc, Cảnh Sát Đặc Khu sau một thời gian tạm ngưng sự nghiệp điện ảnh để tập trung cho con đường ca hát, Lý Hùng trở lại với sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006. Số lượng phim anh tham gia ít hơn hẳn giai đoạn đầu, nhưng vẫn được đánh giá cao và có một lượng khán giả nhất định. Thời gian gần đây Lý Hùng vẫn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò làm giám khảo các chương trình giải trí. Về Diễm My, thập niên 80-90 thế kỷ trước, Diễm My được ví như nữ hoàng ảnh lịch, nữ hoàng phong vé thời bây giờ. Ở tuổi ngũ tuần, Diễm My vẫn là quý bà tràn đầy sức sống và lôi cuốn. Cô không chỉ có một khuôn mặt đẹp mà còn sở hữu vóc dáng thon gọn nhỏ nhắn. Hiện tại Diễm My là người phụ nữ có địa vị và chỗ đứng trong giới giải trí. Cô kết hôn với một doanh nhân giàu có và đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Lê Tuấn Anh là một diễn viên nổi danh cùng thời với Lý Hùng, tuy nhiên Lê Tuấn Anh lại được các đạo diễn đi đóng giày cho những vai diễn phản diện với tính cách đa tình phong lưu của một chàng lãng tử cùng hình ảnh đậm chất sở khanh. Là một trong ba diễn viên đình đám nhất của dòng phim Mì Ăn Liền những năm 90, thế nhưng Lê Tuấn Anh lại gây tiếc nuối khi giả từ sự nghiệp điện ảnh trong thời kỳ hoàng kim của mình. Bộ phim cuối cùng mà anh tham gia là Gió qua miền tối sáng năm 1998 sau khi kết hôn với nghệ sĩ hồng vân lê tuấn anh trở thành người đàn ông của gia đình không còn tha thiết với con đường nghệ thuật mà chuyển hẳn sang lĩnh vực kinh doanh ở tuổi trung niên lê tuấn anh đã mất đi vẻ ngoài điển trai như trước đó Nguyễn Chánh Tính, hào hoa, lãng tử chính là những từ khóa khiến nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính một thời trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt. Sự nghiệp điện ảnh của ông lẫy lừng giai đoạn thập niên 80-90 khiến nhiều nghệ sĩ cùng thời phải dè chừng. Bắt đầu từ năm 1982 sau bộ phim Ván bài lật ngửa, Chánh Tính thường xuyên xuất hiện và ghi dấu ấn với những bộ phim về thời chiến. Sau bộ phim Tóc ngắn năm 1999, Nguyễn Chánh Tính tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Đến năm 2005, ông tái xuất màn ảnh và xuất hiện trại rác ở khá nhiều dự án đa sắc màu. Ở tuổi 60, Chánh Tính vẫn giữ được nét cương nghị của một người đàn ông từng trải. Diễm Hương Nhắc đến Diễm Hương, người xem phim truyền hình thập niên 90 vẫn còn ấn tượng sâu đậm, cô được mệnh danh là ngọc nữ tinh khôi nhất màn ảnh Việt thời bấy giờ. Sau năm 1990, khi dòng phim thị trường bắt đầu đi vào thời kỳ suy thoái, diễn viên Diễm Hương cũng rút vào hậu trường và tính chuyện chồng con. Sau một lần đổ vỡ đường tình duyên, Diễm Hương đã chọn một cuộc sống lặng lẽ, ẩn dật với hạnh phúc nhỏ của mình. Cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần tái xuất Diễm Hương đều khiến những người phải suýt xoa bởi diện mạo của nữ diễn viên đình đám một thời. Chi Bảo, với vẻ ngoài điển trai phong độ khả năng diễn xuất đã nhanh chóng đưa tên tuổi của Chi Bảo nổi lên nhanh chóng. Trước năm 2009, Chi Bảo là một diễn viên quen mặt của khán giả màn ảnh nhỏ. Anh có khả năng hóa thân rất đa dạng vào vai phản diện hay chính diện. Tuy vậy Chi Bảo cũng nổi tiếng là khá kén kịch bản, anh không có hứng thú với những dạng vai đã từng thể hiện. Sau bộ phim đình đám của cái xấu xí 2009, Chi Bảo hạn chế đóng phim hơn hẳn. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng anh vẫn được nhắc đến như một biểu tượng phong độ của điện ảnh Việt. Mới đây, Chi Bảo tái xuất màn ảnh nhỏ cùng nữ diễn viên Thanh Mai trong bộ phim Tình Khúc Bạch Dương. Sự xuất hiện của Chi Bảo trong bộ phim này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.